Dự án Tiên Hiệp Nhập Thanh Vân sau khi công bố chính thức đã bắt đầu khởi động và đang trong quá trình quay những phần cảnh đầu tiên. Phim đánh dấu màn hợp tác đáng mong chờ giữa Mỹ Nam Hầu Minh Hạo và tiểu hoa xinh đẹp Lư Dục Hiểu. Sau khi tạo hình của nữ chính nhận được nhiều lời khen ngợi, tiếp tục đến nam chính gây chú ý, đặc biệt bởi hình ảnh mới nhất trên phim trường. Trong một số loạt ảnh tạo hình, Hầu Minh Hạo đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nổi bật nhất là bộ trang phục thiết kế ấn tượng phối hai màu đen và đỏ đô. Chất liệu kiểu dáng với phần cổ áo khoét sâu không phải kín cổng cao tường quen thuộc lập tức khiến người xem chú ý, suýt xoa trước dáng vẻ lãng tử phiêu diêu của nhân vật Kỷ Bá Tê. Bản thân Mỹ Nam sinh năm 1997 có lợi thế rất lớn về visual lẫn hình thể. Anh có gương mặt khôi ngô với ngũ quan đẹp theo một cách riêng, nước da trắng nhưng nhờ cơ bắp rắn giỏi nên vừa có vẻ thư sinh vừa mạnh mẽ, khí thế ngút ngàn. Tham gia dự án mới, Hầu Minh Hạo trước mắt đã thu hút người xem bởi tạo hình đầy mê hoặc. Từ kiểu tóc đến trang phục, mọi thứ đều có những điểm nhấn mới mẻ, tạo nên tổng thể rất phù hợp với anh chàng. Bên cạnh nam chính Hầu Minh Hạo, Lư Dục Hiểu gần đây liên tục được nhận xét ngày càng xinh đẹp, thần thái tỏa sáng. Những hình ảnh mới của cô trong Nhập Thanh Vân đồng thời nhận được sự quan tâm lớn và phản hồi tích cực từ phía khán giả. Hai người hứa hẹn sẽ cùng nhau tạo nên một cặp đôi bổ mắt và ăn ý. Nhập Thanh Vân thuộc thể loại cổ trang tiên hiệp lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Nội dung chủ yếu xoay quanh cạm bẫy tình yêu giữa nữ chiến thần Minh Ý và Kỷ Bá Tề ngỗ nghịch bất kham. Bộ phim dự kiến có 40 tập và do nền tảng Youku phát hành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.